Xin chào các bạn, mình đang đi săn Boss Elite Hunter. Khi đến C3, việc đầu tiên phải làm là săn Boss Elite Hunter. Kiếm cướp để triệu hồi Boss Rip Indra để mở cổng dịch chuyển dễ đi lại. Khi là Boss này, bạn có cơ hội nhận được cúp và một số trang bị. Ngoài ra, khi đánh Boss này, sẽ mở cổng dịch chuyển để đi lại. Mình có cúp rồi các bạn, mình sẽ đi triệu hồi Boss. Để triệu hồi Boss Rip Indra, bạn cần có 3 Haki huyền thoại. Mình có đủ lui rồi, nếu không có, bạn phải nhờ ai có để nhấn nút khởi động. Bạn đến pháo đài trên biển, nhấn vào 3 cái nút. Lấy Haki màu trắng đứng ở đây. Màu đỏ đứng ở đây. Màu hồng ở trên đỉnh tháp. Khi xong mạng xuống đây đem chiến lại bệ. Vậy là Boss xuất hiện. Đánh Boss này bạn sẽ mở được cổng dịch chuyển đi. Lại dễ dàng ở đảo phụ nữ, pháo đài trên biển và đảo rùa. Cũng như mở được nhiệm vụ thức tỉnh V4 các tộc. Xong rồi các bạn, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem.